Các đồng chí và các bạn thân mến, nhằm tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn nhân ngày lễ lớn và bảo vệ địa bàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu chủ động chỉ đạo các đơn vị biên phòng cơ sở phối hợp các lực lượng công an, quân sự trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng như ngày lễ 30 tháng 4, Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con nhân dân tuyến biên giới nắm và hiểu ý nghĩa của ngày toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong chuyên mục Vì chủ quyền biên giới quốc gia kỳ này là ghi nhận của chúng tôi về các hoạt động phối hợp này. Sáu km đi qua địa bàn 10 xã phường thị trấn ven biển và quản lý khoảng 7.000 km vuông mặt biển. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu luôn làm tốt vai trò nhiệm vụ của mình là trở thành lá chắn bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bạc Liêu là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế biển. Những năm qua, tỉnh đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động nhiều công trình trọng điểm ven biển, mở ra nhiều cơ hội cho địa phương phát triển. Đồng thời cũng đặt ra cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bạc Liêu nhiều nhiệm vụ quan trọng trong đảm bảo an ninh vùng biển, trật tự xã hội khu vực ven biển. Để thực hiện hiệu quả công tác biên phòng, năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng quân đội và công an tăng cường công tác phối hợp bảo vệ các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn. Qua đó đã phối hợp tuần tra được gần 7.000 cuộc, có gần 21.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 13 phương tiện vi phạm hành chính, phạt tiền trên 42 triệu đồng. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên toàn tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng thực hiện tốt công tác phối hợp trong tuần tra kiểm soát, nhất là trong dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị xã hội của đất nước. Trong đó, đồn biên phòng Nhà Mát quản lý trên 12 km đường bờ biển. Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở đây đặt ra nhiều thách thức bởi địa bàn không chỉ có nhiều công trình phát triển kinh tế trọng điểm ven biển của tỉnh mà còn có nhiều khu du lịch thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách tham quan mỗi năm như khu du lịch Điện Gió, khu vực Quán Âm Phật Đài, chùa Xiêm Cán. Từ yêu cầu thực tiễn, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát luôn nêu cao ý chí, quyết tâm phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thực hiện cái kế hoạch 01 ngày 18 tháng 2 2021 của tiểu ban bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội của thành phố về việc bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì đơn vị đồn biên phòng Nhà Mát phối hợp với ban chỉ huy công an thành phố cũng như là ban chỉ huy quân sự thành phố làm thống nhất xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cái thời gian diễn ra bầu cử, thì tập trung vào những cái nội dung chính, công tác chính. Một là nắm về cái thành phần, cơ cấu, số lượng, danh sách ứng cử và nhân sự phục vụ bầu cử, rà soát xét duyệt cái nhân sự về phóng viên báo đài đến đưa tin bầu cử, cũng kịp thời kiến nghị tìm ban làm bầu cử của thành phố và Hội đồng Nhân dân các cấp để kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà vi phạm về chính trị, vi phạm về pháp luật là không tham gia ứng cử và phục vụ bầu cử, để không để cho địch và các loại đối tượng là cơ hội chính trị lợi dụng để lôi kéo móc nối. Hai nữa là rà soát lại các vụ việc khiếu kiện tranh chấp phức tạp xảy ra trên địa phương để làm tốt công tác là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm và ổn định ngay từ cơ sở, không để tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp trong cái thời gian mà diễn ra bầu cử. Bên cạnh đó thì cũng tăng cường cái công tác kiểm tra xuất nhập cảnh người nước ngoài, các đoàn lâm thời thường trú cũng như là phóng viên người nước ngoài đến địa bàn trong cái thời gian mà diễn ra bầu cử. Thứ ba thì là tăng cường cái công tác cùng với các ban ngành làm tốt công tác là quản lý về an ninh trên các lĩnh vực về đưa tin, đặc biệt là kiểm tra chặt chẽ cái an ninh mạng, an ninh thông tin để trên cơ sở đó kịp thời phát hiện những cái thông tin sai lệch về bầu cử để chống phá đảng và nhà nước ta trong cái dịp diễn ra bầu cử đại hội sắp tới. Thì cái thứ tư nữa là sẵn sàng phối hợp với các lực lượng triển khai là đảm bảo về an ninh, an toàn cho lãnh đạo đảng và nhà nước khi đến địa phương là tham gia các hoạt động bầu cử tại địa phương. Bên cạnh đó thì cũng làm tốt cái công tác tuần tra khép kín địa bàn
giữ gìn trật tự công cộng và an toàn giao thông, cũng như là về cái giữ gìn về cái kịp thời trấn áp tội phạm, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, đặc biệt là ở những tuyến đường, những khu vực trọng điểm. Thì thứ năm là đảm bảo về cái lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai, phối hợp để triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo công tác an ninh khi có tình huống phức tạp xảy ra. Thì duy trì nghiêm cái công tác về trực, ứng trực cũng như là cái quy định về công tác báo cáo. Và bên cạnh đó là làm tốt công tác là phòng chống dịch COVID-19 trong cái thời gian trước và trong sau thời gian diễn ra bầu cử. Năm nay, cả nước diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Để giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra trước, trong và sau cuộc bầu cử, tất cả cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao ý chí, quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn phụ trách. Trong đó, ngoài tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát các điểm tập trung đông khách du lịch tham quan, đồng thời còn tăng cường tuần tra các điểm xung yếu để bảo vệ địa bàn. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sĩ còn là những tuyên truyền viên cho bà con nhân dân trên toàn tuyến biên giới, hiểu được ý nghĩa của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, để người dân thể hiện được quyền và trách nhiệm của mình trong đợt bầu cử lần này. Khóm phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để tuyên truyền cho bà con là hiểu được ý nghĩa rồi tầm quan trọng của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó thì khóm cũng có xây dựng cái kế hoạch rồi phối hợp với đồn biên phòng tuyên truyền cho bà con, đặc biệt là bà con ngư dân ở trên ghe đến từng hộ rồi từng gia đình để tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa cái ngày bầu cử, rồi các cái đại biểu mà ứng cử rồi để cho bà con nắm được cái tinh thần như vậy. Rồi qua đó cũng phối hợp với đồn rồi tổ chức họp dân rồi lấy ý kiến của bà con ở cử tri. Qua các cái công tác tuyên truyền như vậy thì bà con cũng rất phấn khởi, vẫn sẵn sàng để là đợi đến ngày bầu cử. Ngày đó bà con sẽ đến để bầu cử làm sao nó đạt cái kết quả theo yêu cầu của cấp trên giao. Ngoài phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nắm hiểu được những quy định về quyền và nghĩa vụ công dân trong đợt bầu cử lần này, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn đến từng hộ gia đình tuyên truyền về ngày bầu cử, để toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn đi bầu cử đúng quy định. Đặc biệt, bầu cử đợt này, người dân tham gia bầu cử 4 cấp, gồm bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và bầu đại biểu Quốc hội. Vì vậy, ngoài việc tham gia bầu cử đúng quy định, thì người cử tri còn phải tìm hiểu về trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong của những người tham gia ứng cử. Bởi những đại biểu tham gia ứng cử và nếu trúng cử sẽ là đại diện nhân dân tham gia các cơ quan quyền lực của nhà nước. Bầu chọn được những đại biểu ưu tú, có phẩm chất tốt, có nghiệp vụ chuyên môn cao để phục vụ Tổ quốc là quyền và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. 5 năm bầu cử lần có lần này á, đặc biệt lần này là mình có đại biểu, có chủ tịch Quốc hội mới trẻ, khỏe, có năng lực cao, đồng thời á, lần này á là rất phấn khởi, cái là rất công bằng, mà đặc biệt từ trung ương đến địa phương là 4 cấp, coi như trung ương, quốc hội, tỉnh, thành phố, địa phương ở xã, ở phường. Mấy anh này á là chọn những người có đức, có tài. Nhìn chung người nói á, thì qua tiếp xúc cử tri á, thì đặc biệt là coi như là chúng ta là coi xem là tiểu sử của mấy anh đó. Cái trước tiên là xem tiểu sử của anh đó. Và đồng thời cái thứ hai nữa là coi như mình xem đạo đức, năng lực, công việc thực hiện của mấy anh là thường xuyên, hàng năm, hàng tháng, hàng quý gì đó, nó được hay không? Mà chúng ta mới lựa ra cái đó, mới lựa những người có đức, có tài. Chứ những người không đức, không tài vô đây làm gì? Cho nên lần này đặc biệt là phải là quyết liệt chọn những người có đức, có tài, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt. Tới ngày bầu cử, coi như là về bản thân tôi, cũng vận động anh em ở xóm ghen đi trước giờ để tổ bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cũng giống như nhiều ngư dân khác, ông Lý Văn Úc ngụ khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, nhưng vì làm nghề biển nên thường xuyên hoạt động trên các phương tiện tàu thuyền ở ngoài khơi. Ông Úc có tất cả 8 tàu vận tải trên biển và thường xuyên hoạt động. Trung bình mỗi tàu có 3 đến 4 ngư phủ. Trong đợt này, phương tiện cập bến, ông và các ngư phủ cũng được cán bộ biên phòng tuyên truyền ngày toàn dân đi bầu cử. Trong đó, cán bộ biên phòng cũng nói rõ, bầu cử là thể hiện quyền, nghĩa vụ của mình đối với đất nước,
nên đến ngày bầu cử thì mọi công dân đều phải đi bầu để thể hiện quyền và trách nhiệm của mình. Được tuyên truyền nhiều nên bản thân ông và các ngư phủ cũng hiểu được bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà mỗi người dân phải có trách nhiệm chung. Chính vì thế mà đến ngày 23 tháng 5, nhằm ngày Chủ nhật, ông sẽ đi bầu cử và tạo điều kiện thuận lợi để các ngư phủ trên tàu của mình cùng đi bầu cử. Nói chung là anh em biên phòng ở đây ta cũng có nói giờ thì tới ngày 23 đó, tháng 5 đó ha, là ngày bầu cử đó, thì nói chung là mình cũng cho toàn bộ anh em nghỉ hết để đi bầu cử là một buổi đó, cho nó hoàn tất rồi xong mình mới tiến hành. Thì giờ mình nói chung thì cũng bầu để cho các cơ quan ban ngành để bảo vệ cho mình trong sông và giờ ngoài khơi, ra khơi, thì để bảo vệ cho nó an toàn, để cho mình làm ăn, để cho nó thuận tiện và nó suôn sẻ những cái chuyện gì để cho mấy anh để quản lý cho nó chặt chẽ. Tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát trong những ngày lễ lớn, trong những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng là một trong những nỗ lực mà các cán bộ chiến sĩ biên phòng đảm nhận để giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới. Trong đó, đồn biên phòng Nhà Mát còn phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong các mặt công tác để luôn đảm bảo tình hình an ninh khu vực được giữ vững. Là công tác phối hợp giữa đảng ủy và đồn biên phòng trong công tác tuyên truyền bảo vệ tuyến biển. Thì đối với cái mảng này thì đồn biên phòng và phường cũng thường xuyên phối hợp để tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh trên mà tuyến biển mà mé biển của phường Nhà Mát. Thì ngoài ra thì cũng thường xuyên mà vận động các người dân ở mé ngoài biển chỗ ô tô bảo toàn và bên quán âm Phật Đài để đảm bảo cái tuyến biển của phường Nhà Mát trong công tác an ninh. Ngoài ra thì đối với các ngày lễ Tết thì phường đều có cái sự chỉ đạo và phối hợp cùng với đồn trong công tác vận động người dân để thực hiện tốt các chủ trương của đảng nhà nước, trong đó có cái bảo vệ an ninh. Sắp tới thì có cái ngày bầu cử thì phường cũng đã có cái mà đề ra cái kế hoạch, trong đó có bảo vệ an ninh. Thì cái vai trò của đồn trong đó có cái đồng chí là ban chấp hành đảng bộ phường cũng tham mưu rất là nhiều đối với đảng ủy trong cái xây dựng kế hoạch để đảm bảo cái ngày diễn ra bầu cử an ninh trên địa bàn phường Nhà Mát từ trên biển và trên bộ đều đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Về kế hoạch thì đảng ủy đề ra, trong đó có các xây dựng cái ban ủy ban bầu cử, thì vai trò của mà từng mà tổ trong ban thì thực hiện theo cái nhiệm vụ, trong đó là căn cứ vào luật. Thì đối với cái tổ tuyên truyền, cơ cấu thành phần trong cái tổ tuyên truyền thì cũng có cơ cấu các đồng chí cấp ủy, cũng có đồng chí mà ở đồn biên phòng tham gia cấp ủy thì tham gia vào cái tổ tuyên truyền, cũng thường xuyên tuyên truyền cùng với ủy ban bầu cử và tổ tuyên truyền của phường, thực hiện tốt cái nhiệm vụ mà tuyên truyền cho người dân biết đối với các mà đại biểu ứng cử. Ngoài ra thì tuyên truyền đối với vai trò của cử tri, rồi giờ giấc mà ngày bầu cử diễn ra thì đảm bảo đi bầu cho nó đúng thời gian, đúng mà quy định, rồi các cái điểm mà niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử của đại biểu thì cũng có cái sự phối hợp để đảm bảo các cái nơi mà cho người dân dễ nhìn và dễ mà xem. Rồi ngoài ra thì cũng có cái đóng góp từ mà đồn đối với phường các cái vị trí mà liên quan tới người dân ngoài mé biển dễ mà tham gia. Ngoài ra thì đối với người dân mà đi trên các ghe biển đó, thì cũng mà phối hợp với đồn để tuyên truyền cái ngày bầu cử, người dân sẽ có sắp xếp cái lịch đi biển mà đảm bảo về bỏ phiếu bầu cho đạt. Không những tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát bảo vệ địa bàn trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các chiến sĩ biên phòng còn phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn, không để mất an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau đợt bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào tháng 5 năm 2021. Mặt khác, mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng đã làm tốt vai trò truyền thông cho bà con nhân dân trên tuyến biên giới. Bà con ngư dân trên biển nắm và hiểu được ý nghĩa quan trọng của ngày toàn dân đi bầu cử, để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình thông qua lá phiếu bầu.